Đầu tiên là Nif Brascia, bạn gái của Moise Kean, tiền đạo 20 tuổi người Italy gia nhập câu lạc bộ Everton từ Juventus hồi mùa hè với giá 29 triệu bảng. Brascia sinh ra ở xứ Chùa Vàng nhưng định cư ở Italy năm 11 tuổi, hai lần vô địch thế giới Muay Thái độ tuổi thiếu niên. Đặc biệt sắc đẹp của nữ võ sĩ sinh năm 1998 còn khiến khán giả tưởng nhầm là người mẫu. Tiếp đến là Ria Hughes, bạn gái của tân binh Daniel James của MU. Tốt nghiệp ngành vật lý trị liệu thể thao nên Ria được biết đến là người hỗ trợ cho tiền vệ 22 tuổi xứ Wales từ khi còn thi đấu ở Swansea. Ria thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp sắc sảo đầy lôi cuốn cùng nụ cười khỏe khoắn của một huấn luyện viên thể thao. Không giống với Wales đình đám khác hay tham gia showbiz, Ria thuộc kiểu Wales khỏe, Wales đẹp. Daniela Machado, cô vợ xinh đẹp của hậu vệ cánh Joao Cancelo, đang khoác áo Man City. Tuy cả hai đều là những gương mặt nổi tiếng ở Italy, nhưng Machado cũng như cựu cầu thủ của Juventus đều ít xuất hiện trước truyền thông. Machado còn được đánh giá có nhan sắc vượt trội hơn cả vợ của siêu sao Ronaldo. Vì thế không ngạc nhiên khi Machado luôn tự tin về bản thân, ngay cả trong thời gian cô mang bầu. Dani Ceballos, bản hợp đồng thi đấu cho Arsenal theo dạng cho mượn từ Real Madrid, lại dành tình cảm với Maria Sanchez. Xuất thân là cô giáo mầm non, nhưng kể từ khi yêu Dani năm 2016, Maria quyết định trở thành người mẫu ảnh. Tài khoản mạng xã hội của Maria có thêm hàng trăm lượt theo dõi sau khi Dani đến London. Hiện tại, người đẹp 24 tuổi vẫn ở quê nhà Tây Ban Nha để tiếp tục sự nghiệp nuôi dạy trẻ và làm người mẫu. Lisa Goncalves, bạn gái tân binh Andre Gomes của Everton. Không chỉ xinh đẹp, Lisa được đánh giá là một trong những wax giỏi giang và nổi tiếng, là một bác sĩ nha khoa thẩm mỹ. Tiền vệ Gomes từng dính chấn thương và sự xuất hiện của Lisa đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn để bình phục. Bận rộn với công việc ở phòng khám, Lisa không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông như các wax khác.